siêu mang gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Khi mà Thảo gặp những cái sự cố đó thì Thảo cũng bị buồn. Thảo có bị stress không? Có chứ, rất là nhiều. Và anh hiểu điều đó. Khi mà Thảo stress thì anh cũng bị stress, là vì anh hiểu Thảo đang trong tình trạng rất là stress và không biết xử lý như sao. Khi mà gặp scandal thì thật sự là em không có nghĩ rằng là mình sẽ phải chịu đựng cái chuyện đó. Em hay tự hỏi là tại sao mình lại phải chịu những cái chuyện này? Tại sao mình lại phải mắc vô cái mớ bồng bông rối rắm lộn xộn bé bé này? Đó, rồi xong em nhìn thấy ông An cái em nghĩ tất cả là sự làm của anh hết. Tại anh, thiệt á. Anh á là anh đi gây nghiệp ở đâu á, xong rồi anh gặp em cái đổi nghiệp bên người em. Để em ứng. Ừ, lúc đó anh chào em. Ông kêu là thì ai biểu kiểu như đứa nào cũng gan cùng mình, kiểu muốn chết thì mới dính giỏng. Ông nói vậy. Không cần nói thốt lời hả? Ừ. Hồi đời tới ngày cưới rồi nói. Không, không. Ôi. Chương trình gõ cửa thăm nhà, cốc 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 cốc. Quý vị thân mến, ở phía sau của mình đó chính là một biểu tượng rất thân quen đối với tất cả mọi người, đặc biệt là du khách khi bước chân lên thành phố ngàn hoa này. Nói như thế có nghĩa là quý vị cũng đã nhận ra Quốc Thuận đang ở đâu rồi phải không nào? Vâng, Quốc Thuận đang ở tại thành phố Đà Lạt. Và ngày hôm nay, Quốc Thuận lên đây là bởi vì mình muốn gõ cửa thăm nhà một nhân vật, một người bạn đồng nghiệp của mình, một người đã đồng hành với mình, một người rất xinh đẹp. Đó, và chính vì cái sự đặc biệt này mà Quốc Thượng đã phải ngồi xe đò từ suốt đêm và lên trên đây mướn chiếc xe máy chạy vòng để kiếm nhà của nhân vật này. Và may quá, cuối cùng thì mình cũng tìm ra được nhà của nhân vật ngày hôm nay để mà mình tới mình gõ cửa thăm nhà. Thôi bây giờ, mời quý vị cùng theo chân Quốc Thượng tới gõ cửa thăm nhà nhân vật đặc biệt ngày hôm nay. Đây là khu biệt thự rồi nè. Nhà của bạn ấy đâu ta? Trời, tin nhắn nữa đây. Anh hãy nhìn lên trên phía trái, có cái bảng tròn viết chữ La Don Vita. What? Hay không? La Don Vita chắc là cái nhà này rồi. Cốc 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 cốc. 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 Ủa? Trời ơi. Hả? Em nhận anh không ra luôn, em phải mất 3 giây nhìn kỹ lại cái mặt này coi ai luôn á, đi đâu vậy? Thưa quý vị, đây là nhân vật đặc biệt mà khiến cho Quốc Thượng phải đổ đường đổ xá, ngồi xe đò suốt đêm, lên đây mướn chiếc xe máy chạy cái vèo đi kiếm khắp nơi, và hôm nay mới tìm được nhân vật. Và nhân vật trong chương trình gõ cửa thăm nhà kỳ này đó chính là người đẹp Phan Như Thảo. Khoan. Ủa gì kỳ vậy? Là sao? Anh đi đâu đây? Thì đó, anh lên gõ cửa thăm nhà em đó. Anh đi gõ cửa nhà em? Đúng rồi. Em sẽ tự gõ cửa nhà em với anh. Không, anh à, anh gõ cửa. Anh á hả? Bình thường em là người đi gõ với anh, còn bữa nay là anh đi gõ nhà em. Anh đánh úp nhà em phải không? Đi lên úp hả? Chào anh. Trời ơi, còn đây là bạn của ông xã em. Chào, hello, nice to meet you. Chỉ cần lắng nghe thôi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm hả? Sao trùng hợp vậy? Hai người dính nhau thì làm gì không biết chuyện đó.
À, quý vị thân mến, bây giờ Quốc Thuận đang ngồi bên cạnh người bạn đồng hành với mình trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. À, bình thường thì cô ấy là một người mà cùng với mình đi gõ cửa nhà người ta. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay Quốc Thuận lại đi tìm Như Thảo? Thật ra nó có vấn đề hết á, nó có lý do hết á. Lý do là gì? Là bởi vì rất rất nhiều những khán giả, đặc biệt là những khán giả ruột của Gõ Cửa Thăm Nhà, thì có rất nhiều những khán giả đã yêu cầu là anh phải đến để mà gõ cửa thăm nhà người đẹp Phan Như Thảo. Rồi anh đến một cách bất ngờ, anh nấp em không cho em hay hả? Và ngày hôm nay là hay là Phan Như Thảo thì quý vị cũng đã quá quen thuộc rồi. Hôm nay cô ấy sẽ là nhân vật chính của chương trình này. Đối diện với Phan Như Thảo đó là một người anh mà Quốc Thuận hay nhắc mỗi lần mà đi cùng Phan Như Thảo, đó chính là anh Đức An. À, một người chồng rất là tuyệt vời, một người cha cũng rất là tuyệt vời luôn. Và ngồi bên cạnh của anh Đức An thì chắc có lẽ là nhờ Như Thảo giới thiệu đi ha. Dạ, thì ở bên cạnh anh An là bạn Honey, bạn Jonathan. Jonathan là mình mới quen đây hả? Ủa nhưng mà quen trong dịp nào? Bạn Jonathan là bạn là khách du lịch thôi. Xong rồi bạn đi, bạn tự đi du lịch một mình. Bạn không nói tiếng Việt được, các bạn hay bạn bị lạc. Em đi lên đây là bữa hôm đó là nhà làm việc trễ quá, 10 giờ mới xong thì em phải đi xe đò. Em với anh An đi xuống trên giường nằm. Xong hai vợ chồng ra bến xe thì các anh này anh đang ngơ ngơ, thì có một cái cô ở đâu? Thành phố đúng không? Ở Sài Gòn á, ở đâu trên Hàng Xanh á. Xong rồi cái anh này em tới, bé kia là chị ơi cho em gửi bạn em với, bạn em không có nói được tiếng Việt, bạn em là bạn của anh hả? Là đó là bạn em đi ghế 4T là số đó, chị làm ơn dẫn anh vô ghế giùm. Người bạn đó là với em hoàn toàn không biết nhau, không biết không quen gì hết. Xong cái thì đi vô ghế 4T em dẫn anh đi vậy thôi. Xong rồi em lên đây thì hướng dẫn nó là em nói là ở đây có chỗ làm chocolate rất là ngon, rất là hoành tráng mà đẹp. Nhưng mà em không nói của em. Ủa là em có một cái xưởng sô cô la đó hả? Anh này làm việc bao nhiêu năm mà không biết em có luôn, hay là đây cái xưởng của em đó, em ngồi đây là vậy đó. Ủa trời ơi, thắc mắc tại sao mình bước vô đây ngoài trà cà phê ra thì tại sao lại là kẹo sô cô la quá trời quá đất luôn quý vị ơi. Thì ra hôm nay chắc chắn là không riêng gì Quốc Thuận đâu mà quý vị khán giả, đặc biệt là những người yêu mến Phan Như Thảo mới sẽ biết được cô ấy còn có một công việc nữa là cái gì, đó là kinh doanh sô cô la. Anh muốn hỏi Jonathan là tại sao anh lại tìm đến đây? Because Vietnam is a great country and this place is so brilliant, you know, it's so special. You don't have this kind of things in Spain. So when I come and I saw him, he was like so happy to see them. They are really nice persons. Khi đến đây thì rất là bất ngờ vì thấy anh đang ngồi đây. Hai đứa em là một người rất tốt. Nhưng mà chắc có lẽ là trước đó thì là trên chuyến xe thì là anh An hoặc Thảo cũng có gửi một cái card visit cho ảnh. Có card visit đâu mà gửi. Có card visit đâu anh. Tức là mọi thứ đều là tình cờ hết luôn. Nhưng mà cho anh hỏi là em với anh An là đã có cái cơ sở như là cái quán này là bao lâu rồi? Tụi em là một trong những ngôi nhà đầu tiên xây trong khu này đó. Là cái căn kia bên kia kìa là nhà em á, xác nhất. Xong rồi sau đó thì cái này được bao nhiêu năm Honey, được 5 năm chưa? 6 năm. 6 năm rồi. 6 năm rồi. Là 6 năm rồi xây cái này trước. Trước đó là mình mở cà phê với nhà hàng. Rồi sau đó thì có cơ duyên em gặp được cái chị mà chị là founder, chị là người sáng lập chung cái brand chocolate này nè. Chị rủ làm chung. Thì mới quyết định là chuyển cái nhà cà phê đó chuyển thành cái xưởng. Tại vì Đà Lạt là một cái nơi rất là thích hợp để làm sô-cô-la đó, mình rất là cũng lạnh. Đang rất là muốn tò mò để lên xem cái xưởng sô-cô-la của em. Nhưng mà cái điều mà anh mong mỏi bấy lâu nay đó là chắc có lẽ là nó hơn cả cái sự háo hức lên xem cái xưởng của em. Đó là anh muốn ngồi nói chuyện với anh Đức An. Nói gì anh nghĩ anh mình đuổi em hả? Ok, thể theo nguyện vọng của anh. Bây giờ em sẽ dẫn Jonathan, you want to take a look the pottery upstairs? Thưa quý vị, bây giờ thì là cô Như Thảo, cô đã đi lên cái xưởng sô-cô-la của cô rồi. Nên chính vì thế là mình phải tranh thủ mời anh Đức An ra đây, hai anh em tâm tình với nhau. Anh Đức An, anh biết là trên gương mặt của anh đó nha, em nhìn anh em ấn tượng nhất là cái gì biết không? Là nếp nhăn à? Không, cái lỗ mũi. Rồi cái lỗ mũi này đó là một cái người rất là giàu sang phú quý luôn á. Chẳng khi nào túi anh có tiền cả. Ủa sao vậy? Anh không có nhu cầu xài tiền. Ủa rồi sao, ăn uống rồi sao? Muốn ăn gì Thảo gọi thôi. Ở nhà là Thảo giữ tất cả mọi thứ, Thảo quản lý hết cho anh không quản lý. Anh chịu quản lý mỗi đứa bé con của anh thôi. Một ngày là anh dành bao nhiêu tiếng để mà chơi cũng như là chăm sóc bạn bồ câu? Xem như là cả ngày anh chỉ có mấy tiếng rảnh rỗi thôi. Thời gian đó thì anh đi tập gym, thì còn lại tất cả là đưa bé đi học, đón bé học, rồi về cho bé làm bài, trông cho nó học những cái môn ngoài khóa, đánh đàn, rồi học đàn, học hát, học vẽ, mấy cái đó. Anh phải ngồi đó anh coi, anh canh chừng, rồi bắt đầu
bắt nó khuyến khích nó học, chứ còn không thôi con ít mà nó lười lắm. Anh nói với Thảo là hiện giờ là mỗi ngày anh đưa nó đi học, xong anh ngồi đợi nó vào lớp bắt đầu đi về. Trời ơi. Thì anh nói Thảo là 12 năm nữa là anh vẫn ngồi như vậy. Tức là 12 năm nữa, bây giờ nó lớp 2 rồi, tức là đây là năm thứ 2 mà anh đưa nó đi học. Tức là anh còn được 10 năm nữa. Trao hết tất cả những cái thời gian của mình là cho con đó. Em được biết là anh là ở nước ngoài về. Đúng rồi, anh sanh ở Sài Gòn. Anh là... đi cũng hồi cũng cũng không còn trẻ cho lắm. Anh qua đó là sinh sống từ khi nào anh? Năm 75. Dạ, lúc đó anh mấy tuổi? 12 tuổi. Rồi. Là anh đi cùng với bố mẹ anh. Đúng rồi. Anh ở đâu? Ở quận Cam. Ở bên tiểu bang Cali. Dạ. Hiện tại thì anh vẫn đi về về hay sao? Từ hồi mà cưới Thảo rồi có bé bồ câu như anh ở đây luôn. Ở đây luôn. Ừ. Cái tuổi thơ của anh An ở bên Mỹ đó, thì nó như thế nào anh? Cái ký ức mà đẹp nhất của anh? Đẹp nhất là gia đình. Gia đình, mọi người trong gia đình thì mọi người lớn lên. Lớn lên rồi nhiều khi ông bà cụ dần già rồi mất đi, rồi anh chị em rồi bắt đầu dần dần già rồi cũng mất đi. Thì cái tuổi thơ mà mình nhớ nhất là khi mà mình còn nhỏ, trong gia đình anh chị em rồi bố mẹ mọi người còn nhỏ với nhau đó, thì gần gũi với nhau. Xong rồi nhất là những ngày lễ là lễ Noel hay là Tết thì mọi người lại quấn quân quay lại với nhau, thì ăn uống rồi nói chuyện thích lắm, vui lắm. Cái đó là cái khoảng khắc mà anh nghĩ là đẹp nhất trong cái tuổi thơ của mình. Khi mà mình lớn lên là mình sẽ không có được. Ngày xưa đó là khi mà anh 17 tuổi là anh xong high school đó, thì anh cũng đi. Anh tự lập. Thì tự lập thì thường có nít lúc đầu thì khó khăn. Anh nhớ hoài tới thời này anh vẫn nhớ có cái câu mà ông bạn của anh, ông hay nói là khi mình đi học đại học á, mình tự lập á, cái cảm giác luôn luôn mình đói. Mà cái đó là thật. Nhất tiền á, thì không có này. Thời gian không có. Là mình ăn toàn giống như là bánh mì, rồi ăn mì gói, rồi ăn thật nhanh để mà đi học, rồi làm cho mình cố gắng. Anh bắt đầu anh đi kiếm tiền á từ bao nhiêu tuổi? 21 tuổi. Thì công việc đầu tiên của anh Đức An là gì? Công việc đầu tiên là sau khi ra trường là làm về kỹ sư Bộ Quốc phòng hả? Bộ Quốc phòng bên Hoa Kỳ. Sau đó từ từ đó anh làm cái đó anh thấy chán quá. Anh làm khoảng 6 tháng là anh thấy chán rồi. Tại vì cái công việc đó mình chưa ngồi ở bàn đó rồi mình tính toán. Một ngày 8 tiếng mình ngồi gắn bó với cái này là mình không khá được. Chứ mình đi làm công sở mà. Thì mỗi tháng người ta giao cho bọn nó tiền thì được, mình sao là mình có cơ hội để mà mình khám phá, phát triển. Anh còn nhớ là cái đồng lương đầu tiên của anh đó. Thời đó năm 83, 22 tuổi. Là lương đầu tiên anh được cái check là 2.200 đô. Hai tuần. Khi anh nhận được cái check đó thì cái cảm xúc anh ấy sướng lắm, trời nhiều tiền quá. Người ta trả tiền cho mình nhiều quá, nhưng mà thật ra cũng không thấy xứng đáng là mình được nhận cái tiền đó. Là tại vì anh thấy cái công việc mình làm nó không nhiều để mà mình hưởng cái đó. Thì anh mới nghĩ là như vậy là tiền nó rất là khó kiếm và cũng dễ kiếm. Nhưng mình phải tìm cách, mình phải kiếm nhiều hơn. Là anh cho anh cái mục tiêu để mà phải kiếm nhiều tiền hơn. Xong rồi sau đó một thời gian anh bỏ ngành đó, đi làm ngành khác. Thì vội vào cái ngành khác thì bắt đầu mới hiểu là khi mà mình làm chủ của mình á, mình phải nô lệ cho những người khác. Là mình phải làm cho khách hàng hoặc là người ta vui, mình phải bỏ hết tất cả công sức của mình. Tức là mình làm nô lệ cho người ta đó. Ngày xưa trước đó thì anh làm 8 tiếng một ngày, nhưng mà sau khi anh tự làm cho anh á, kinh doanh của anh cho anh ấy, thì ta làm thành 16 tiếng một ngày cho tới 20 tiếng một ngày. Là chỉ có 4 tiếng để nghỉ ngơi thôi. Khi anh ngay ngồi ở bàn anh ngủ luôn. Ở ban ngày đó. Anh làm vậy cũng mấy năm á, cũng gọi là chịu cực để mà bước tới thành công. À, với anh là một doanh nhân thành đạt, là một người mà em biết rất nhiều trên truyền thông. Nhưng mà cái mà em ngưỡng mộ anh đó chính là câu chuyện của anh với Phan Như Thảo. Cái cơ duyên nào mà anh gặp Phan Như Thảo vậy? Tình cờ trong cái người quen của anh thì cũng quen Thảo. Rồi cái dịp trước Tết đó mà, người đó lại gặp anh. Tình cờ đi chơi rồi gặp nhau thì hẹn nhau là hỏi Tết anh làm gì. Anh chẳng làm gì, lúc đó anh có mình à. Cách đây mấy năm rồi anh ơi? Phải 8 năm đó. Xong rồi hẹn nhau rồi ngày mùng 2 Tết thì anh bạn đó mới gọi cho anh. Nói mình đi ra lounge khách sạn uống rượu. Nói ok.
Đi tới đó, anh bạn đó với gọi Thảo rủ đi chơi, ra đó chơi ngày mùng 2 Tết á. Thì ra rồi gặp nhau ngoài đó thì từ đó quen nhau. Có gặp tiếng giác ai tình không? Cũng không hẳn như vậy. Đó là Thảo lúc đó là rất là dễ thương. Thời gian đó thì anh cũng đang trong cái điểm là mình có muốn một mối tình nữa hay không. Anh cũng mới xong bước ra trong hôn nhân cho nên cũng ngần ngại. Nhưng mà anh cũng liên hệ với Thảo rồi quen nhau rồi anh thấy Thảo dễ thương. À lúc đó thì Phan Như Thảo cũng đã nổi tiếng rồi. Thế thì anh có biết Thảo là diễn viên, là người đẹp, là nổi tiếng trong giới showbiz Việt không? Anh hoàn toàn không biết gì về Thảo. Không biết luôn hả? Anh cũng không có theo dõi trong cái showbiz. Nhưng mà bạn anh không có nói cho anh biết là Thảo là diễn viên à? Không. Cái điều gì ở Thảo mà anh quý và anh tin rằng là sẽ có một cái mối quan hệ lâu dài mà nó bền chặt? Anh cảm nhận thấy Thảo rất là hiền, nghĩa là trung thực, không có như những người khác. Vì anh thấy thời gian anh ở với Thảo rất là thoải mái, cho nên anh mới tiến xa hơn, tiến xa hơn. Anh với Thảo thì cũng được rất là nhiều giới truyền thông quan tâm câu chuyện hôn nhân của anh với Thảo. Thảo cũng là nạn nhân trong những cái câu chuyện truyền thông. Vậy thì cái lúc đó thì anh giúp Thảo vượt qua những cái sự cố đó là như thế nào? Đó nó đi song song với cái tuổi tác của mình ấy, kinh nghiệm. Cho nên khi mà Thảo gặp những cái sự cố đó thì Thảo cũng bị buồn. Thảo có bị stress không? Có chứ, rất là nhiều. Và anh hiểu điều đó. Khi mà Thảo stress thì anh cũng bị stress, là vì anh hiểu Thảo đang trong tình trạng rất là stress và không biết xử lý như sao. Anh cũng nói Thảo là kể cái chuyện của người ta, mình chẳng ai làm cho mọi người hết vui được. Mà cái chuyện của người ta nói đó là cái chuyện mà người ta ác mồm, ác độc người ta nói, cho nên đừng có để ý. Chứ bước qua nên có sao đâu. Giống như anh ngày xưa, ai muốn nói gì anh kể. Còn nếu mà không tốt thì anh càng nhận cái anh đó còn tệ hơn như vậy nữa. Mà anh biết là nếu mà anh nói Thảo thì Thảo cũng hấp thụ được vài phần trăm thôi. Thì cái gì cũng phải thời gian. Thì sau một thời gian dài đấy thì Thảo bắt đầu trưởng thành, Thảo hiểu hơn được. Cho nên bây giờ tới thời điểm này gọi là qua nhiều giai đoạn thì Thảo rất là vững. Bây giờ khó những cái gì mà gọi là tiêu cực có thể làm cho Thảo buồn hoặc là cảm thấy không vui được. À, một phần rất lớn đó là có anh bên cạnh. Thì cái đó là lấy chồng già nó có cái lợi. À quên nữa, trong chương trình này á nghe, là tới cái phần quan trọng á, là cái phần mà ăn cơm. Em nghe Thảo nói là anh nấu ăn rất là ngon. Thôi bây giờ cái phần mà ăn uống anh giúp em nghe, để em lên em tham quan cái xưởng sô cô la. Ngày xưa lên ký là cũng chỉ vì là anh là do anh đúng không? Đúng rồi. Đó. Trước khi vào một cái xưởng chế biến bất kỳ món gì, đồ gì thì mình cũng phải có một cái trang phục để bước vào trong đó. Giờ mời quý vị cùng vào trong đó để xem cái quy trình mà sản xuất sô cô la nó như thế nào nha. Diu man gel thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Hello Phan Như Thảo, chào cô chủ sô cô la xinh đẹp. Em thấy là anh rất là xinh đẹp trong bộ đồ này nha anh, em xuất sắc nha. Sao em có dự định là xin lỗi Thảo có thể giới thiệu chị này được không? Đây là chị Trang. Chị Trang là founder, là người sáng lập cái thương hiệu Ladovita này. Hello Miss Trang nha. Bây giờ trước hết thì cháu bất thường hỏi là vì sao có cái tên là Ladovita? Cái tên này nó trong tiếng Ý nó là từ viết tắt thôi, trong tiếng Ý nó là La Dolce Vita. La Dolce Vita. Dạ, nó có nghĩa là cuộc sống ngọt ngào. Wow, mình rất yêu quý sự ngọt ngào. Nhưng mà cái cơ duyên nào mà Thảo gặp chị Trang rồi hai chị em lại kết hợp với nhau sáng tạo ra những cái viên sô cô la mà made in Việt Nam nó tuyệt vời như thế này? Thật ra chị Trang phải nói là chị Trang là bạn của anh An mới đúng. Rồi chị Trang là thường thì chị sẵn share cái ý tưởng về cái sô cô la này là đầu tiên với anh An ha. Rồi anh An nói là kiểu wow honey, nghe hấp dẫn lắm, chắc chắn là sẽ thành công rồi. Vợ nghe thử chị Trang nói chuyện rồi suy nghĩ coi. Thì em cũng gặp chị Trang rồi, nghe chị Trang bàn ý tưởng là chị Trang chỉ có một cái niềm mong muốn mãnh liệt là phải đưa cái nông sản Việt Nam để đi ra thị trường thế giới. Tại vì Việt Nam mình nó có rất là nhiều nông sản nổi tiếng, nhưng mà người Việt Nam mình hay bán nguyên liệu anh, chứ không bán sản phẩm.
mà anh biết để giàu với sản phẩm của bán nguyên liệu không có giàu được. Người nông dân rất là thiệt thòi, cho nên tụi em mới thấy là cái cây cacao là bây giờ nông dân Việt Nam trồng rất là nhiều nhưng mà bán rất là rẻ, chỉ bán nguyên liệu hạt đi thôi, xuất hạt đi rất là nhiều. Đúng, nhưng mà không có ai sử dụng cái hạt đó để chuyển nó thành cái viên kẹo ngọt ngào xinh đẹp và chất lượng hết. Là đó là tụi em mong muốn là tụi em có thể giúp cho nông dân Việt Nam đẩy cái hạt cacao Việt Nam trở nên nổi tiếng hơn. Tụi em hy vọng là tụi em có thể dùng cái thương hiệu này để cho mọi người biết nhiều hơn về chocolate Việt Nam. Nhưng hôm nay anh ăn thì anh cảm nhận là thứ nhất là nó không thua gì sô-cô-la ngoài. Cái thứ hai nữa là mình ăn nó có một chút tình cảm ở trong đây. Đây là một cái sản phẩm của người Việt Nam. Quốc Thuận là luôn luôn dành một cái tình cảm và yêu quý cho tất cả những sản phẩm, mà đặc biệt đó là sản phẩm đó được làm từ nông sản Việt Nam. Em giải thích lại cái chữ là Dolvita mà em đang viết tắt này ra, của Tống Hoàng Nghèo, là tại sao em không dùng từ Việt Nam mà em dùng từ Ý. Cái từ này á là do tụi em nhập cái toàn bộ thiết bị của em nhập từ bên Ý về. Đó là Ý hết. Ủa là cái dàn máy ngoài kia mà em bước qua là từ bên Ý á hả? Đúng rồi, có tầm là là tụi em muốn rằng là thương hiệu của Việt Nam tụi em làm sao để cho nó có thể đi ra được thế giới. Báo tin mừng với anh là sáng nay tụi em đã chốt được một con để đi Mỹ. Thôi bây giờ chúng ta chọn một góc rồi đó để đi ra ngoài nói chuyện đi anh Bin. Cái này là em tặng cho anh đem về nhớ giấu, giấu kỹ vô. Ăn luôn chứ giấu làm gì. Giấu cho Valentine gửi cho chị. Cảm ơn em nha. Đi. Rồi thôi giờ quay trở lại đi, em nhiều việc quá. Thứ nhất anh thấy em là diễn viên nè, MC nè, người mẫu nè, rồi là vừa làm một vị mẹ nữa nè. Rồi bên cạnh đó thì em còn là còn có rất là nhiều cái sản phẩm như là chăm sóc da, làm đẹp và chưa kể là quà Tết nữa. Đúng không? Khách sạn, nhà hàng. Khách sạn, nhà hàng nữa, bây giờ thêm sô-cô-la nữa. Vậy thì một ngày em sắp xếp như thế nào để mà cho trọn vẹn với tất cả công việc của em? Em vẫn luôn ước gì một ngày có 48 tiếng. Nhưng mà chồng em nói là đối với em thì 100 tiếng không đủ, chứ 48 tiếng làm gì. Tại vì bây giờ 24 tiếng thì em đã làm hết 24 tiếng rồi. 48 tiếng sẽ làm hết chắc chắn, 100 tiếng cũng làm hết thôi, em cũng luôn bận thôi. Em thấy là em hơi bị tham công tiếc việc quá. Nhưng mà tại vì em nghĩ rằng á, mỗi một con người á, mình sẽ có một cái plan cho cuộc đời đúng không? Thì cuộc đời em lên kế hoạch trước. Em lên kế hoạch là khoảng chừng 39-40 tuổi em về hưu. Là còn khoảng chừng 3-4 năm mới thôi anh, là em phải về hưu rồi. Em về hưu để em làm gì? Em sẽ dẫn anh chồng anh An đi vòng quanh thế giới, đi đến nơi nào đó chỉ để ngồi đọc sách, uống trà, đan móc, nói chuyện tâm tình, nhìn người ta, nói xấu người khác. Nhưng mà là mọi người đều biết anh An cũng là một cái doanh nghiệp mà rất là nổi tiếng với những cái tài sản của ảnh. Tại sao á, em lại phải làm quá nhiều thứ như vậy? Hồi xưa đó em cũng không có hiểu. Xong rồi sau khi quá nhiều người hỏi em thì em tự suy nghĩ lại. Và tại sao? Thì em nghĩ rằng là do em có nhiều áp lực đó. Áp lực gì? Em có áp lực là làm sao để xứng với chồng của mình. Hay nha. Sự thật. Em có áp lực là em phải làm sao để xứng đáng với cái tình yêu dành cho em. Xứng đáng với cái sự tin tưởng của anh dành cho em. Em anh nghĩ là anh rất tự hào về em. Cho nên là em nghĩ là em phải cố gắng. Đúng rồi. Và em biết rồi, người đẹp trong giới showbiz của mình rất là dễ bị mang tiếng. Tìm những cái doanh nghiệp, tìm nhà, những người giàu có. Và sau đó là sẽ có những cái ý đồ gì đó. Thật ra cái đó cũng đúng mà anh. Ví dụ như hỏi là nếu như mà lấy chồng nghèo em lấy không? Em không lấy chồng nghèo đâu. Em không lấy chắc chắn, không lấy. Thì sự giàu nghèo nó không có nói về sự tài năng. Nhưng nếu mà mình là phụ nữ mà mình đã có thể tự do tài chính, mình có thể tự làm được nhiều thứ như thế, thì tại sao mình lại lấy một con người mà người ta thua mình để mình không tôn trọng người ta? Như khi mà anh gặp anh Đức An thì em có biết về ảnh là một người thành đạt, ảnh là một người có rất là nhiều những tài sản. Em gặp ảnh trong một khách sạn 5 sao xịn sò thì chắc chắn là ảnh giàu rồi. Nhưng mà em là không biết ảnh là ông An nổi tiếng đó. Em không biết. Xong rồi em gặp ảnh khoảng chừng được 1 tháng gì đó thì mới biết là ảnh là cái ông An mà báo chí hay nhắc tới đó. Rồi em mới hỏi kiểu như là ồ, anh là cái ông đó hả? Anh nổi tiếng gì đó hả? Ông kêu đúng rồi anh đó. Vậy thì cái điều gì ở anh Đức An trong cái thời gian đó mà em quyết định em chấp nhận một cái mối quan hệ lâu dài với anh Đức An? Em nghĩ là tại vì anh là một người cha rất là tốt. Không, trước khi anh là người cha. Không, đó có nghĩa là lúc đó mình nghĩ là ông sẽ là cha tốt. Nhưng mà lúc đó anh cũng là cha của hai đứa con. Đúng rồi, anh cũng là cha của hai đứa con. Nhưng mà lúc đó thì không hỏi nhiều về chuyện riêng của anh, em cũng không có hỏi. Chưa đủ thân để hỏi. Đó, nhưng mà mình nhìn ảnh, cách ảnh đối cư xử, cách ảnh nói về cái làm sao để sắp cái đạo đức, làm sao để sống cho thật là đàng hoàng, thật là ngay thẳng. Thì mình biết rằng là những cái cách anh nói chuyện, anh sẽ dạy con rất là tốt. Anh sẽ dạy cho một đứa trẻ thành một người nên người và tự làm và sống rất là đúng với cái tiêu chuẩn của em. Tức là cái lúc đó là anh dạy các con của anh? Không,
không dạy, anh không có liên hệ với các con của anh, anh không có được liên hệ với con của anh. Mà anh chia sẻ về cái cách nhìn, cái cách dạy con. Đi ra đường em là một đứa rất là để ý người khác, em để ý là nó khó chịu mà. Cho nên cách anh ăn, cách anh nói về một vấn đề gì đó, cách anh bàn bạc về những chuyện gì đó thì em phát hiện ra rằng anh rất là đạo đức và anh có những cái nguyên tắc rất là phù hợp để làm cha của con em. Thì em nghĩ rằng anh này phải là cha của con mình, còn chồng mình hay không mình tính sao. Em hỏi là anh có muốn sinh con không? Rồi, cái phản ứng của anh lúc đó ra sao? Ông nói là thì thật ra thì anh cũng chưa bao giờ được nuôi con hết, có nghe cũng có lý, nghe cũng thú vị. Thương ha, nói câu đó thương thiệt. Nhưng mà khi mà anh nói câu là anh cũng làm cha nhưng mà anh chưa bao giờ anh được ở gần con á. Em nghe câu đó em có xúc động không? Em không biết gì đâu, em không có xúc động luôn. Lúc đó em không có biết cái hoàn cảnh của anh, lúc đó em vẫn là con bé độc thân, em không hiểu được cái tình cảm của đấng sinh thành cho con mình. Nhưng mà đến khi em bắt đầu có nghĩa là đặt một cái mối quan hệ lâu dài, tức là cưới hỏi đó, thì em có gặp những cái khó khăn từ phía gia đình của em không? Có chứ. Mẹ em nói là trời đất ơi, nghe nói nhiều vợ lắm đó, có sao không con? Cái em nói không sao đâu mẹ, đừng lo, do con bỏ mà chứ không bỏ con đâu. Em tự tin quá luôn hả? Dạ đúng rồi, tại sao hả anh, tại sao không được quyền tự tin? Em đẹp thế này, em giỏi thế này, em thông minh duyên dáng thế này thì tại sao em không tự tin? Chính vì cái sự tự tin đó, cái quyết định của mình là em không bao giờ thay đổi. Em luôn luôn đã chọn rồi là phải cố gắng theo cái sự lựa chọn của mình, chứ em không có mong lung là lỡ bước về rồi có dè lại được không, có thay đổi được không. Em không bao giờ có suy nghĩ đó, em đã chọn rồi. Em phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Đến khi em gặp vấn đề về câu chuyện scandal, về câu chuyện là người thứ ba, có một cái sự tức giận của em tới bây giờ em vẫn còn rất bực mình. Đó là gì biết không, là cho em đính chính luôn, là thứ nhất em không phải người thứ ba, trời ơi trời. Rồi làm ơn là kiểu có ghét em thì cũng phải đi tìm hiểu coi là em đáng ghét chỗ nào, có đáng ghét thiệt không. Em hay bị chửi là con nhỏ đó là người thứ ba chen vô gia đình người ta, giật chồng người ta, nhưng mà đâu có đâu, chồng em đi dị 10 năm mới nhìn thấy em, làm sao mà em có thể làm có cơ hội làm người thứ ba được. Thì tao rất là giận cái chuyện đó. Rồi cái thứ hai là khi mà gặp scandal thì thật sự là em không có nghĩ rằng là mình sẽ phải chịu đựng cái chuyện đó. Em hay tự hỏi là tại sao mình lại phải chịu những cái chuyện này, tại sao mình lại phải mắc vô cái mớ bồng bông rối rắm lộn xộn bé bé này đó. Rồi xong em nhìn thấy ông An, cái em nghĩ tất cả là sự làm của anh hết, tại anh. Em hay nói là thiệt á, anh á là anh đi gây nghiệp ở đâu á, xong rồi anh gặp em cái đổi nghiệp bên người em. Để em mừng. Anh chào em. Ông kêu là thì ai biểu kiểu như đứa nào cũng gan cùng mình, là kiểu muốn chết thì mới dính giọng. Ông nói vậy, ông nói cô nào chịu được là vợ anh được thì cô đó cũng phải gan cùng mình rồi, cũng phải là dân, là cũng chị đại hay gì đó mới chịu nổi cái chuyện đấy. Thì anh nói là chú anh mà đạo chúa, thì chúa thương anh cho nên chúa gửi em về cho anh, chú biết là đối với em những chuyện này là chuyện bình thường. Hay quá. Thôi bây giờ cái cuộc trò chuyện mình nên đóng lại đây, để chúng ta chuẩn bị xuống dưới ăn cơm. Anh đói bụng lắm rồi. Ok. Yo. Ngon quá. Hôm nay bụi bặm chút xíu nha anh, nhà không chuẩn bị gì hết, ăn mấy cái món đơn giản bụi bặm thôi. Anh thấy được cái bếp với lại thấy cái dàn đồ ăn bình tráng lắm nha. Anh Đức An là người set up cái bữa ăn trong buổi tối ngày hôm nay. Anh có nhớ tại sao em mặc không anh Minh? Có, người ấy đã có đúng không á? Đúng rồi, có thú nhận với anh đó là do ảnh làm đồ ăn ngon quá cho nên là em mẩm mỉm. Nhưng mà cái lúc mà Thảo lên cân á, lúc đó anh thích cái giai đoạn mà Thảo mẩm mỉm đó, thì lúc đó anh thật lòng là anh có thích cô ấy cái giai đoạn đó hay là lúc này? Lúc này hơn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại những cái hình ngày xưa thì thấy hơi quá mẩm mỉm. Hơn cái nữa đi. Đó không thấy. Chồng yếu chồng mù quáng hả? Thì các cụ nói là yêu mù quáng. Không, em nói rồi, lấy chồng già có cái lợi, chồng mà mắt thấy mình mập lắm thấy mình xấu nữa. anh lấy vợ nổi tiếng anh có mệt không? Mệt nghĩa là sao? Thảo thì chắc có lẽ là cũng phải là một cái người mà rất là chuẩn bị tất cả mọi thứ, điệu đà này nọ đồ, rồi rất là nhiều những mối quan hệ như vậy. Thật ra là Thảo không có điệu. Ô, Thảo có điệu anh? Không có điệu. Thảo rất là xề xòa hả? Em là cái đứa xề xòa nhất trong những cái người anh đã từng gặp. Anh biết là anh đang thích phụ nữ phải trắng, nào cũng là hoàn hảo, phải luôn giày cao gót, phải mặc đồ body điệu đà. Nhưng mà anh ăn khi gặp em là em mặc bộ đồ rất là bụi bệt bụi đời. Em áo thun bụi đời, tóc tai bụi đời, em không trang điểm, em mặc đôi giày thể thao cao cổ lên tới đầu gối, em đi lang thang ngoài đường là kiểu em rất là bụi. Và em không hề giống cái style nào của anh hết. Ông cố gắng train em lắm đó, ông mua đồ bó cho em mặc quá trời luôn anh. Nhưng mà anh có bị vỡ mộng không khi mà cô này cũng không hề giống như một hình mẫu, một người phụ nữ mà như anh mong muốn? Mình cũng muốn hy vọng là vợ mình phải sexy hơn.
Nhưng mà sau rít một thời gian thì anh quen, thấy vậy cho thoải mái cũng được. Sau khi cưới cô ấy về đó, bạn này á bộc lộ có nhiều cái tật xấu ra không? Như hôm vừa rồi, mấy ngày trước anh nói là con mèo đó, khi mình nuôi mèo trong nhà đó, ban đêm nó hay đi vòng trong nhà. Rồi nó ngủ đây một chút, nó ngủ kia một chút, nó ngủ 3-4 nơi. Thì Thảo là tuổi mèo, thì cũng y chang như vậy. Là ban tối là ngủ đây, ngủ kia. Nhiều khi nửa đêm ấy, chuẩn bị sáng lên mới thấy mặt. Ủa anh đấy giống như nó bị mộng du vậy hả? Không phải. Xong rồi nhiều giờ tối em sẽ leo lên giường với cha con. Xong cái em nói chuyện kiểu cũng ngủ rồi, em ngủ đó. Xong rồi em dậy cái em nghĩ, ô mình phải làm cái này nè, cái đi xuống dưới em làm. Em làm xong cái em sẽ lăn ra sofa, em ngủ. Cái em giật dậy, ôi trời ơi, cũng 2 giờ sáng thôi, lên phòng. Cái lên phòng ngủ, cái đi ngang phòng con. Cái ô quẹo phòng con làm, mày làm kia, cái làm xong cái ô nằm giường con chút em ngủ. Cái em dậy lúc khoảng 5 giờ sáng, chết cha sáng rồi lên phòng với chồng, leo lên phòng gặp chồng. Đó, là em hiểu rồi. Cho nên anh khuyên là nếu mà lấy vợ đừng có lấy tuổi mèo. Còn tật gì nữa? Tật là tha đồ ở nhà, giống như là một cái công ty Grab rồi Shopee, chứ lần lượt là nó giao đồ không ngừng. Anh chỉ cần ở nhà một ngày á là anh nhặt đồ không là anh phát mệt luôn. Nguyện đặt đồ online á. Có những cái món đồ mà mua về mà không có đụng, không có xài tới không anh? 99% không mới tanh luôn. Là đồ mua về chẳng xài, không mà bị đặt ngứa tay. Rồi thì kể vắn tắt rồi, anh An anh có những cái tật xấu không? Anh thấy anh rất là hoàn hảo luôn. Anh đâu có tật xấu gì đâu. Ôi rồi. Chỉ có tật già là khó tính thôi. Trời khó lắm luôn á, sao vậy? Hồi xưa lúc mà em mới ở chung với anh An á là anh biết rửa chén không? Thật ra nhà có người làm, người ta rửa hết, em không có rửa. Nhưng mà thỉnh thoảng em cũng tới thì cái cô giúp cô off á, sẽ em rửa chén á. Sáng dậy sớm nha, xuống rửa chén sạch sẽ lau khô hay kiểu tự hào lắm nhỏ xuống chơi. Thiệt á, phụ nữ gì mà úp cái chén này nhìn nè. Cái chén nhỏ trước, tới cái chén chung, tới cái chén to. Em có cái chén to trước, tới cái chung, tới cái chén nhỏ là em bị úp sai rồi. Cái sống chén rửa xong úp cũng không đẹp nữa. Cái sống chén rửa xong úp phải đẹp đấy trời, đẹp. Còn cái sống chén rửa xong úp mà không có đẹp là cũng không có được nữa. Cái đó là người ta gọi là ngăn nắp. Xong cái rồi, ví dụ như em nhớ là hồi lúc mà em mới ở chung nhau em cũng lịch sự, em cũng hơi ngại anh. Em cũng dạy bộ ăn cơm xong cũng lau bàn. Lau xong cái em quay lưng đi, em thấy ông làm xịt đi khổng, xịt bán lòng lại. Rất là kỹ. Ok, em phát hiện ra rồi, cuộc đời này em sẽ không bao giờ lau bàn nữa. Để em có lau xong anh cũng không có hài lòng, thì anh lau. Nó đụng đẩy luôn. Hèn chi bây giờ đâm ra bê bối hơn xưa. Tại vì chồng không có cho dạy lau, vậy là chồng lau lại. Nhưng mà thật ra mà nói là nếu mà đã yêu rồi, đã thương rồi đó, thì chúng ta sẽ thương yêu luôn cả những cái điều mà chưa vừa lòng. Anh nghĩ là nói quá, nói yêu thương luôn những cái tật xấu thì anh nghĩ là không nên. Mà phải xây dựng, đúng không? Không xây dựng, chấp nhận. Khi mình chấp nhận rồi là mình yên lòng, an phận. Mình an yên, mình thoải mái, đúng không? Nhưng mà trước đây đó thì là Thảo, dĩ nhiên Thảo nổi tiếng. Thì người ta nói là nổi tiếng thì bao giờ cũng đi kèm theo rất là những cái điều tiếng. Thảo cũng đã từng trải qua những cái tai tiếng, scandal. Thì em hiểu được cái cách giải quyết của mọi người. Ở đây là anh An là một cách, và Thảo cũng là một cách. Tuy nhiên cuối cùng, quý vị cũng nhìn thấy rồi. Đây, hai vợ chồng họ đang rất là hạnh phúc trong cái cuộc sống của họ. Mà anh biết nãy Thảo chia sẻ với em một điều là mà cô ấy rất là xúc động. Tức là khi mà lấy chồng đại gia là Thảo không có ỷ lại vì những cái thành công, vì những cái tài sản của chồng, mà ngược lại là Thảo phải càng cố gắng, Thảo phải càng làm để lấy đó làm một cái động lực để như vậy mình phải được ngang hàng với chồng. Tại vì nếu mà Thảo không cố gắng tự lập á thì những cái gì mà anh để lại sẽ không có giữ được. Tại vì không có biết cách cho nên phải tự lập, phải lăn vào, sau đó bắt đầu từ cái đó mình học. Khi mà mình có, mình biết, cái biết cách quản đó. Cho nên Thảo anh nói là bây giờ giỏi lắm. Ngày xưa là không, em không biết cái gì. Bây giờ là phụ nữ, gọi là phụ nữ gần giống như là trong cái phim gì đó, Từ Vi Thái Hậu. Trời tôi anh quá đáng nghe, làm gì có kiểu đó. Ý anh An là gì sao? Biết ngày xưa anh An cũng kêu em, lúc em mới, anh An nói là bây giờ công việc của anh này có rất là công ty rồi, bao nhiêu cái bất động sản kiểu em phụ anh làm đi. Nói không, em không làm được đâu, em không làm được. Em là nghệ sĩ, em không tính toán được. Em đơn giản nói người em là đây, một bước một. A là B, em không làm được. Em từ chối phải 80 lần em không làm, em không được đâu. Em giỏi lắm, em giỏi dữ lắm, em không làm được đâu. Nhưng mà em phát hiện ra rồi, phải làm thôi anh. Chắc chắn là trong những công việc kinh doanh của em thì chắc chắn em sẽ gặp được những cái bước mà nó khó khăn và nó thử thách. Thì có bao giờ mà em về em tâm sự với chồng em và khóc. Em nhờ những cái sự tích. Khóc quá chứ không. Ở lúc đó anh sao anh? Thường anh chỉ nói chuyện bình thường, anh không có dạy cho cách giải quyết. Mà là thường thường anh dạy cho cái cách mà nhìn khía cạnh này, nhìn khía cạnh kia, rồi tự Thảo giải quyết, chứ anh không có dạy cách giải quyết. Đó là một cái cách giải quyết của những người thành công khi mà chia sẻ với những người đang gặp vấn đề. Thứ hai nữa là chúc phúc cho em là em tìm được một người cha đúng như cái
cái lúc mà em mong chờ. Nhìn trai của con mình là hoàn hảo, perfect, một người đàn ông. Nó có nhiều điều mà em cảm thấy nó rất là cảm động á. Đó là cảm động khi mà anh An nói là anh sẽ ngồi anh nhìn con anh đi vào trường cho đến lúc nó 18 tuổi. Thì thôi, tất cả những gì đã qua, hôm nay anh An với Thảo tức là đang được rất là nhiều thứ. Thì anh An có một cái điều gì đó nói với Thảo hay không? Bình thường mình nói toàn là gì? Không cần nói thốt lời Thảo. Em với anh An là hai người không có nói nhiều. Em không thích nói nhiều, anh An không thích nói nhiều. Hai chồng chỉ nhìn mặt nhau thôi. Hồi đời tới ngày cưới rồi nói. Không, không. Ôi không cưới đâu, mệt lắm. Trời ơi, không, anh mong chờ cái ngày cưới đó nó phải nhanh đi, nó phải tới nhanh. Có ai mà như anh không, toàn là dù vợ cưới không mà anh toàn bị từ chối. Cái đám cưới đó chỉ có khách mời đi vui thôi anh. Hai cái người chính mệt vui lắm anh. Anh muốn party mở party cho chồng, chồng muốn bao nhiêu cái tiệc bao nhiêu người em mở cho chồng, chồng đừng có lo tiệc. Party là nghề của em, nhưng mà cưới không được, mệt lắm hơn đi chồng ấy mà đó, tức ghê á. Bây giờ có điều gì muốn nói với vợ không? Chỉ có một câu duy nhất là I love you. Cảm ơn em rất nhiều. Yêu em và anh rất là hạnh phúc với gia đình. Có em với lại bé của con. Còn Thảo thì sao? Em hả? Thì em có nhiều lỗi lầm lắm. Em em là người không hoàn hảo. Em ham công tiếc việc. Tại vì em nghĩ rằng tuổi đây là tuổi làm việc, tuổi này là tuổi phải cống hiến, tuổi này là tuổi phải làm cực lực vào. Để làm gì? Để mình về hưu mình nghỉ. Là khi đó mình sẽ không làm gì nữa. Đúng rồi. Chỉ dành thời gian cho chồng và con thôi. Anh An cũng nói với em là em là đang cái tuổi làm tuổi việc, phải làm. Tuổi phải làm. Cho nên là anh chấp nhận cho em làm việc 24 tiếng một ngày. Ok, em làm like crazy cũng được. Em làm một nhiều cái business một lần cũng được. Anh sẵn sàng ngồi chờ. Tất cả mọi người đều bảo rằng là tao cảm thấy mày quá đáng. Chồng mày chỉ ngồi đó chờ mày làm xong đi về nhà thôi. Bạn bè em chửi em vậy đó. Nhưng mà chồng em lại bảo rằng anh sẵn sàng chờ em. Tuổi này của em là tuổi làm việc, em phải làm thôi. Em phải làm những gì em muốn đi. Khi em ham việc quá em quên. Em không phải là ham tiền, em ham việc. Nhưng mà em biết rằng là anh sẽ ngồi đây chờ em 3 năm, 4 năm nữa em về hưu, em dẫn chồng đi chơi nha. Yeah. Tất cả cái đó mình bảo. Ok. Đúng không chồng? Có muốn thơm chồng cái không? Hồi xưa đó em nghĩ rằng vậy nè, chồng mình mà không thơm mình một ngày ít chứ phải 3 lần là ông sẽ hết yêu mình. Anh bắt buộc phải kiss em một ngày 3 lần thì anh, cái tình yêu của anh dành cho em sẽ luôn luôn bền vững. Cái lực ha anh đi, cái chuyện nào. I love you. Ok, okay. Cảm ơn Thảo nghe. Anh không nghĩ là cái số này nó là hay như thế này. Vậy hả? Đó, nhưng anh có một yêu cầu. Anh đã lên tới Đà Lạt rồi thì không thể nào mà anh quay em xong rồi anh đi về. Không, anh phải bắt em quay trở lại với đúng cái vị trí của em. Đó là đồng hành với anh, ơi, đi gõ cửa người ta. Và đây là số đầu tiên khi mà anh bước chân lên Đà Lạt. Đó, em phải thực hiện với anh. Mình cùng tiếp tục quay trở lại đúng cái vị trí của em chứ. Ok nhé. Dạ, đó. Ok. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà cũng đã hết rồi. Một câu chuyện thật hay khi đến với Phan Như Thảo và anh Đức An. Đến đây thì xin chào tạm biệt quý vị và Quốc Thuận cũng như là Phan Như Thảo. Mong rằng là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà kỳ sau, được thực hiện tại thành phố Đà Lạt. Yeah, bye bye. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.